Hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận khí thiên địa cũng như là của con người vận động không ngừng và cứ qua mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có sự thay đổi lớn về thời vận. Thế nên quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 7 âm lịch này. Từ đó thì sẽ nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải được vận hạn, đón tài lộc về với mình và gia đình của mình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn biết được cuộc sống của mình trong tháng 7 sẽ có những thay đổi như thế nào, gặp sao chiếu gì, vận hạn ra làm sao. Điều này có ảnh hưởng đến vận hạn, sức khỏe, gia đạo, công danh và công việc của mình hay là không. Và từ đó thì đương nhiên chúng ta sẽ có được những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc và may mắn trong tháng 7 này. Đồng thời qua việc xem tử vi, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đưa ra những phương pháp hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn, hung họa sẽ xảy đến với mình trong tháng 7 âm lịch. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho những quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến cho tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài chính là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Đinh Dậu nói chung coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ vào khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp cho Đinh Dậu trở thành trong những nhà lãnh đạo xuất sắc. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng mà những người tuổi Đinh Dậu vẫn luôn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần đặc biệt chú ý các vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp mậu dương thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Đinh Dậu. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng mậu thân cho gia chủ Đinh Dậu trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến cho con đường thăng tiến của bạn hạn hẹp đó là bởi vì lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút, gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu mà thay vào đó là dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Đinh Dậu năm 2022, tài chính của những người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại dèm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm mới thấy rất khó để nắm bắt, do đó muốn làm giàu trong năm nay là một việc tương đối khó khăn.
Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Tháng này, những người tuổi Đinh Dậu đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như là muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức và không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Đinh Dậu quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Đinh Dậu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể trên vai gánh vác quá nhiều trọng trách, áp lực dồn nặng, khiến cho bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ và căng thẳng nên vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống. Nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn, xích mích với người khác, thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ trở thành người bị tổn thương. Các quý vị gia chủ Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, nếu còn đơn độc thì vẫn rất khó có thể đến được với một ai đó, dù cố gắng mở lòng nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Tháng này quan hệ vợ chồng khá bình yên, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm của nửa kia, nếu không thì quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tí và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, những việc này cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phố Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về lá số tử vi của tuổi Đinh Dậu trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống thì đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước yên tâm để tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.